Hey. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông Chồng Hay Làm. Bà quay camera trước mà. Hôm nay là tối 28 Tết các bạn. Đúng lý ra là làm trên công ty mình là ngày mai, trưa mai mới được nghỉ mà mình có công việc ở dưới quê á, thành ra là mình xin nghỉ trưa ngày 29, là coi như hôm nay là ngày cuối năm Tết âm lịch. Ở nhà mình sẽ cho các bạn đi coi mình chuẩn bị gì nha. Mình dọn dẹp á từ cái đây cũng khoảng một tuần rồi các bạn, nhưng mà mình dọn sơ, mình quét sơn đồ lại á. Hàng năm á là mình đều quét sơn đồ lại hết. Xong rồi hôm nay á thì mình chỉ dọn dẹp sơ sơ lại thôi. Rồi mình giới thiệu với các bạn cái nhà bếp của mình nè, giới thiệu các bạn coi biết mình làm gì nha. Rồi thì mình cũng mới sơn lại nè các bạn. Đây các bạn coi nè, là hầu như là tường nó đều trắng sạch thế này, các bạn coi nè, thấy chưa đó. Thì do ở Đà Lạt các bạn là nó hay bị ẩm mốc rồi trời mùa mưa đó, thành ra là hầu như là năm nào á mình cũng sơn phết lại sơ hết. Các bạn thấy nó có hai cái màu nó hơi hơi không, là bởi vì cái sơn mà cái màu năm ngoái nó hết sản xuất rồi các bạn đó. Cái nhà này 5 năm rồi nghe, mà năm nào mình cũng đi tới mình mua sơn hết đó. Thì bây giờ anh nói cái dòng nó hết sản xuất rồi đó, thành ra là các bạn coi nè, tất cả nhà mình nó đều là sáng hết rồi, nhưng mà nó sạch sẽ hết rồi, nhưng mà cái màu nó hơi khác một tí. Thì chịu thôi, đành chịu thôi đó. Và mình cũng báo các bạn biết đó là những cái này là mình tự sơn hết luôn các bạn. Bởi vì đồ đạc của mình rất là nhiều, nếu như mà mình mướn thợ họ sơn á thì họ sẽ làm dơ đồ, mình vệ sinh rất là cực. Thành ra là mình tự sơn thì mình cầm theo một cái khăn ướt, mình sơn tới đâu thì mình sẽ lau tới đó luôn, thì nó lâu hơn một chút các bạn. Ví dụ thay vì các bạn sơn hai một ngày thì giờ các bạn nó thành ra 2 ngày, nhưng mà nó rất là đỡ trong cái việc dọn dẹp đó các bạn. Đó, đây là hoa tulip của Đà Lạt hết phan, các bạn coi đẹp không đây. Rồi đây là những cái bình rượu của mình, rượu trái cây không nghe. Rồi cái này là đồ khô nè, để mình ăn Tết nè, khô gà, khô bò đó, mứt gừng. Đây là hoa hoa cúc và hoa calimero. Hoa này á là Rossi, hoa này là hoa cúc thường, hoa này là calimero của Đà Lạt farm các bạn. Rồi ở trên á là mình cũng được một cái chậu ly ly của Đà Lạt farm, mà ly này ly chậu không không phải ly gắt cành nghe. Đó, bên này là các bạn coi cái dàn gọi là hạt trái cây, hạt rồi các loại bánh dinh dưỡng của bà xã mình nè. Mình nhìn sơ các bạn thấy nho khô không đó, nho khô nè, yến mạch nè, hạt mắc ca nè, nhiều lắm, cà phê nè, bánh ngọt nè. Ở dưới á là những cái loại gia vị gừng, nghệ, rồi mật ong nhiều lắm. Đây cà phê dừa này các bạn đó. Còn cái hũ này là nguyên một cái chồng chỗ này á, là đều là kombucha hết. Các bạn thấy chưa, là mình còn được công ty tặng cho một cây sống đời, được tặng 2 cây sống đời và 2 chậu ly ly, rồi được thêm 1 chậu tulip nữa, 1 bó tulip nữa. Năm nay công ty Đà Lạt Farm có tặng cho mình 5 món vậy. Đây, giới thiệu thêm các bạn một bình hoa hồng cũng của một người bạn tặng, hơi sắc sơ tí các bạn, nhưng mà được tặng bao nhiêu mình cũng quý hết đó. Phía đằng sau á thì vườn mình á thì năm nay mình không có mua hoa gì hết, nhưng mà mình chỉ có kịp quét dọn sơ sơ thôi các bạn đó. Mấy năm á thì mình có mua hoa, năm nay á thì mình chỉ để lại mấy cái cây mà hồi xưa tới giờ thôi đó, nên là mình không chuẩn bị gì nhiều hết. Và ngày mai thì mình sẽ về Bảo Lộc để mình thăm mẹ mình đó, là kết thúc tất niên, gặp các anh chị ở Sài Gòn, ở Bảo Lộc.
Và cũng có một cái may mắn là tuy là dịch nhưng mà mấy anh chị cũng về quê trước cái ngày mà công bố dịch ở thành phố các bạn, thành ra là cũng không có bị cách ly nghe. Chứ bây giờ mà các bạn mới bắt đầu đi đi từ Sài Gòn đi các tỉnh khác thì các bạn tức có thể là sẽ bị cách ly đó. Đó. Rồi. Cuối năm thì nhà mình chỉ chuẩn bị vậy thôi. Một ít ở đây có một ít bánh ngọt nè các bạn. Bánh ngọt này mình được chị Phượng là chủ của chuỗi khách sạn La Cà Lê chỉ tặng cho mình. Rất là nhiều loại bánh ngon lắm. Nó có khoảng 8 cái hộp và rất nhiều loại bánh ở bên trong. Đó, rồi mình cũng có ít rượu nè, rượu vẫy vàng, rượu vẫy vàng 18K của Nhật. Đây. Rồi, trái cây thì mình có cam, bưởi, hai trái dưa hấu nữa các bạn. Một bưởi ở trên nữa, rồi một ít bánh. Rồi vậy thôi à. Nhà mình thì cực kỳ ít là đồ ăn mặn nha. Để coi tủ lạnh có gì. Tén 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 tèn. Bia. Ken và Tiger và một đống rau, một cây chả của bà xã mới được tặng. Rồi, mình có thêm khấu nhục nữa các bạn. Khấu nhục, khấu nhục. Khấu nhục cái món này cũng hơi lạ nha. Khấu nhục này mình đã đông đá rồi. Trong tủ lạnh nhìn vậy chứ cũng còn nhiều các bạn. Có bò Mỹ nè, có cá hồi nè, cá dứa nè. Một bịch khâu nhục bà xã mình mới ở đây đây nè, nằm trong đây nè các bạn. Đây là cái bịch khâu nhục. Rồi, vậy thôi. Vậy là có một mùa Tết tương đối ấm áp. Rồi, mình xin chúc tất cả các bạn có một cái để mình quay lại cái mặt mình nè. Còn phòng khách nữa nè. Nãy giờ mình quên giới thiệu với các bạn phòng khách có gì nữa chứ. Này các bạn coi nè, mình sơn lại á, mà cái màu của nó á, là nó hết cái màu cũ rồi. Mới có 5 năm mà hãng là nó muốn dẹp tiệm rồi các bạn. Thành ra là màu nó hơi giống thôi, nó hơi khác khác một tí. Nhưng mà nó cũng sạch sẽ. Quan trọng là sạch sẽ là được rồi các bạn. Đó. Mình còn một thứ mình chưa dọn rửa đó là cái hồ cá các bạn. Nó sẽ tốn khoảng 1 tiếng đồng hồ để mình dọn cái hồ cá đó. Đây thì coi. Mình cũng có hai chậu hoa ở đây. Một là chậu cái này là gì? Hải thu hải đường hả mẹ? Thu hải đường này là của bạn Minh làm ở công nhân Hết Farm tặng mình. Đây là chậu sống đời của công ty tặng các bạn. Đó. Thì chủ yếu là phòng khách đó, thì mình giữ y nguyên luôn. Không có trang trí gì, mình chỉ có dọn dẹp cho nó sạch sẽ thôi. Đó. Còn đây á, là món quà mấy bữa mình nói các bạn nè, Winx. Bà xã mình mua tặng mình nó thấy thấy sang không? Mỗi năm là bà tặng cho mình chiếc xe đó. Mà tùy thôi, hên xui, có thể là xe hơi, có thể là xe máy, tùy bà. Tùy cái độ yêu của bà. Đây. Đây là cái kệ đồ chơi con trai mình nè. Các bạn thấy dễ thương không? Con trai mình á chơi rất giữ gìn nghe các bạn. Hầu như đồ đạc của con trai mình nó đều giữ đều còn hết á. Nếu mà mất á, là hầu như là mấy đứa bạn nó tới chơi làm mất thì có. Đó. Cái hồ cá của mình không bật điện đâu bởi vì nó cũng hơi dơ. Tốn phải khoảng 1 tiếng đồng hồ mới vệ sinh sạch được cái này á, mà bữa giờ mình bận quá luôn các bạn. Thì phải nói luôn á, quá bận luôn á, thành ra là không có dịp chưa kịp vệ sinh nó luôn. Rồi mình quay một vòng cho các bạn coi phòng khách mình nghe. Đó. Rồi, ok. Rồi vậy thôi nha. Bye bye, lần này là tạm biệt thật sự đó. Vậy là vừa rồi mình điểm qua cái nhà mình Tết nhất đã chuẩn bị được những cái gì. Còn mấy bạn thì sao? Năm nay mấy bạn chuẩn bị những cái gì? Nhớ comment cho mình biết nha. Mình thì không có ăn bánh chưng bánh tét các bạn, mình ít ăn lắm. Một năm mình chỉ ăn một hai miếng, thành ra là mình không có chưng bánh tét đó, chỉ có một ít trái cây với mồi đồ khô mà bạn bè tới thì mình tiếp thôi. Rồi cuối năm là mình chúc tất cả các bạn YouTuber, những người bạn mình cũng như những khán giả xem kênh của mình có một năm mới an lành hạnh phúc nha. Nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh mình nhớ đăng ký kênh mình ủng hộ mình nha. Coi nhiều nhiều vô nữa để năm mới mình kiếm thêm tiền quảng cáo rồi
mình nâng cấp cái chất lượng video lên cho các bạn, cũng như là có tiền mình đầu tư thì mình làm video tốt hơn, nói chung hay hơn đó vậy nha. Rồi bye bye, Happy New Year, chào tạm biệt các bạn.